Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ Y tế sẽ có biến lớn sau khi có tân bộ trưởng. Trưa ngày 15 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ bà Phạm Thị Thanh Trà công bố hai quyết định của Bộ Chính trị và Thủ tướng đối với bà Đào Hồng Lan. Bộ Chính trị điều động phân công bà Đào Hồng Lan thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Để chỉ định giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, Thủ tướng cũng quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Đào Hồng Lan. Khi đã nắm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, xem như bà Đào Hồng Lan chắc chắn chức Bộ trưởng Bộ Y tế thay cho ông Nguyễn Thanh Long đang bị ở trong tù. Được biết, từ năm 1945 đến nay, Bộ Y tế đã có 14 đời Bộ trưởng. Người đứng đầu trong đó duy nhất là bà Đào Hồng Lan không có chuyên môn về y tế. Bà cũng là nữ lãnh đạo thứ ba của ngành y sau Bộ trưởng Trần Thị Trung Chiến từ tháng 8 năm 2002 cho đến tháng 8 năm 2007 và Nguyễn Thị Kim Tiến tháng 8 năm 2011 cho đến tháng 11 năm 2019. Đây là hình ảnh bà Đào Thị Hồng Lan. Bà Đào Thị Hồng Lan 51 tuổi, quê Hải Dương, trình độ thạc sĩ kinh tế, là Ủy viên Trung ương khóa 13. Bà từng là cán bộ tư vấn Trung tâm Xúc tiến Việc làm Thanh niên Hà Nội thuộc Thành đoàn Hà Nội, chuyên viên vụ bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Phó Vụ trưởng Bảo hiểm xã hội, Phó Chánh văn phòng, Chánh văn phòng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Tháng 3 năm 2018, bà Lan được Bộ Chính trị luân chuyển chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020. Vào ngày 25 tháng 9 năm 2020, hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh thống nhất bầu bà Lan giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa 20 và trở thành nữ Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh kể từ khi tỉnh này được tái lập vào năm 1997. Vào ngày 7 tháng 6, Quốc hội cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế và bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Thành Long. Cùng ngày, ông Long bị cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an C03 khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều khoản số 356 của Bộ luật hình sự. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Y tế trong tay bà Đào Hồng Lan. Bộ Y tế hiện nay có 4 thứ trưởng là bà Nguyễn Thị Liên Hương và ông Nguyễn Trường Sơn, Trần Văn Thuấn, Đỗ Xuân Tuyên. Sau khi ông Nguyễn Thanh Long bị bắt thì ông Đỗ Xuân Tuyên làm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Thông thường một người làm quyền Bộ trưởng thì có khả năng cao nhất để lên làm Bộ trưởng. Tuy nhiên đối với ông Đỗ Xuân Tuyên thì xem ra hết cơ hội làm Bộ trưởng. Vào ngày 18 tháng 5 có 3 thứ trưởng bị kỷ luật, đó là ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế. Trong đó ông Phạm Công Tạc đã bị bắt vào tạm giam, còn hai ông Thứ trưởng của Bộ Y tế thì đang chờ đến lượt. Ông Nguyễn Trường Sơn bị cảnh cáo, ông Đỗ Xuân Tuyên bị khiển trách. Theo như một số nguồn tin cho biết, khi Bộ Y tế có tân Bộ trưởng chính thức thì hai ông Thứ trưởng sẽ được xử lý. Hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng không còn tin ai ở Bộ Y tế để có thể cất nhắc lên chiếc ghế Bộ trưởng nữa, vì hầu hết trong Bộ Y tế đều dính đến tiêu cực của công ty Việt Á, và nếu cất nhắc những người này lên làm Bộ trưởng thì ông Trọng khó mà đốt hết củi trong bộ này cho được. Bà Đào Hồng Lan là người không liên quan đến ngành y dược, được đưa tới đây để giao trách nhiệm. Bà này xử lý nội bộ trong Bộ Y tế mà không ngần ngại há miệng mắc quai như ông Đỗ Xuân Tuyên hay các ông Thứ trưởng khác. Đây được xem là bước chuẩn bị để xử lý rốt ráo Bộ Y tế trong thời gian tới. Và đây cũng như thử thách rất lớn cho bà Đào Hồng Lan. Đây là hình ảnh Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên có khả năng sẽ bị lên thớt trong thời gian tới. Nếu bà Lan không hoàn thành nhiệm vụ thì rất có thể sẽ có kết cục như ông Nguyễn Thành Phong khi được điều động từ Bến Tre đến Thành phố Hồ Chí Minh để thay thế cho ông Lê Hoàng Quân. Không biết bà Đào Hồng Lan có kham nổi hay không. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vingroup bay tỷ đô, vượng bay 1/3, Bộ Công an đi đòi tiền. Sau khi tin đồn thất thiệt, một cá nhân bị xử phạt 7,5 triệu đồng, tài sản của tỷ phú số 1 Việt Nam đã bốc hơi gần 300 triệu đô la. Vốn hóa thị trường của tập đoàn này cũng bay hàng chục nghìn tỷ đồng chỉ trong có một phiên.
Tổng thiệt hại do tin đồn của VinGroup là lên trên 1 tỷ đô la. Thiệt hại về danh dự, uy tín, doanh nghiệp vân vân chắc chắn chưa dừng lại ở đây. Vào ngày 11 tháng 7, thị trường chứng khoán Việt Nam chao đảo trước tin đồn liên quan đến chủ tịch hội đồng quản trị VinGroup, ông Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh. Trên khắp các diễn đàn chứng khoán, tin đồn về ông Vượng xuất hiện với tần suất dày đặc, tràn lan. Hậu quả, ngay khi mở cửa giao dịch phiên sáng, bộ ba cổ phiếu thuộc VinGroup gồm VLE của Vincom, Retail của Vinhome và VIC của VinGroup lập tức lao dốc. Thị giá cổ phiếu này mất từ 3 đến 5% so với phiên trước, đặc biệt VIC có thời điểm nằm sát giá sàn. Chỉ tính riêng thời điểm đó, vốn hóa thị trường của ba cổ phiếu này mất hàng chục nghìn tỷ đồng. Đây là hình ảnh tin đồn cuốn bay tỷ đô. Đa giảm giá của cổ phiếu trên chỉ được hãm lại sau khi Bộ Công an nhanh chóng phát đi thông tin bác bỏ tin đồn thất thiệt. Mặc dù vậy, với tâm lý hoang mang, lo sợ bao trùm, VIC cũng chỉ đủ sức bật trở lại mức tham chiếu, còn VEE và VHM thì chìm trong sắc đỏ. Chỉ trong một phiên giao dịch, theo thống kê của Forbes, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã giảm mất 300 triệu đô la. Còn cá nhân tung tin đồn thì chỉ bị phạt 7,5 triệu đồng. Đang nói, ba cổ phiếu họ VinGroup này chiếm tỷ lệ lớn trong rổ Việt Nam 30, tức là 30 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất, kéo chỉ số này giảm rất sâu. Bên cạnh đó, hàng loạt các cổ phiếu khác từ thép, ngân hàng, bất động sản cũng lao dốc theo. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11 tháng 7, chỉ số Việt Nam Index giảm hơn 16 điểm, tức là âm 1,3,7%. Vốn hóa thị trường bốc hơi hơn 85.000 tỷ đồng. Cho đến phiên giao dịch hôm qua 13 tháng 7, cổ phiếu VIC, VHM vẫn chìm trong sắc đỏ, trong khi VEE chỉ phục hồi tăng nhẹ 0,1%. Tin giả, chèn tin thật gây thiệt hại không chỉ cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2022, vốn trên thị trường chứng khoán đã mất hơn 1,15 triệu tỷ đồng, theo thống kê chính thức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đây là hình ảnh tin đồn làm đỏ rực sàn chứng khoán. Chứng khoán chính là hàn thử biểu của nền kinh tế, là nơi gọi vốn chung và dài hạn tốt nhất trên thị trường vốn. Tại các quốc gia phát triển, 70-80% nguồn vốn này được huy động từ các kênh cổ phiếu, trái phiếu. Trong khi tại Việt Nam thì ngược lại, nguồn vốn của nền kinh tế dựa vào vốn tín dụng thông qua hệ thống ngân hàng. Bên cạnh tin đồn thất thiệt, thị trường chứng khoán vẫn luôn tồn tại một câu nói là 90% tin đồn là sự thật. Ông Phạm Nhật Vượng là doanh nhân có máu mặt. Ông đã chứng kiến đà lao dốc của FLC, cho nên dù doanh nghiệp mất tỷ đô, ông mất gần 300 triệu đô, đã mất nhiều như thế nhưng ông vẫn phải bấm bụng, móc hầu bao ra giải khắp Bộ Công an, Bộ Chính trị để ngăn chặn tin đồn. Theo đánh giá của một số người thì ông Vượng đã bung ra con số có thể đến hàng trăm triệu đô cho một bộ máy khổng lồ vận hành thật nhanh và kịp thời, và điều đáng nói là khi cơ quan này đã ăn là không nhả. Phải nuôi họ trường kỳ, nếu không họ quay lại sẽ thịt doanh nghiệp. Cho nên ông Vượng phóng lao thì phải theo lao chứ không thể buông ra được. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng gánh bộ máy công an rất nặng nề. Có thể nói ông Vượng hiện nay bị vây tứ phía, áp lực chặn đà suy thoái công ty khó, giờ còn phải nuôi một bộ máy khổng lồ. Nếu lơ là cúp lương thì VinGroup sẽ có kết quả không ngay, may mắn ngay và luôn giống như của FEC vậy. Chơi với Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ là đơn giản, bởi lòng tham của họ không ai có thể lấp đầy cho được. Nếu làm ăn lên thì không sao, chứ nếu làm ăn xuống dốc thì khó mà kham nổi. Tới lúc đó không biết hậu quả điều gì sẽ xảy ra.